Xin chào mọi người ạ, hiện tại thì mình đang đứng trước lò nấu tinh dầu Huế Mê Minh. Địa chỉ của nó là Lục Thủy, phủ Lục, Thừa Thiên Huế. Thì thực sự trong thời gian vừa rồi, nhu cầu sử dụng tinh dầu Huế Mê Minh của khách hàng là rất là cao. Đặc biệt là sản phẩm tinh dầu tràm của Mê Minh đang được nhiều khách hàng và có những sự phản hồi về chất lượng của tinh dầu tràm Huế của mình là hết sức là tuyệt vời, và tinh dầu Mê Minh cảm thấy rất là hạnh phúc bởi vì đang cung cấp những cái loại tinh dầu tràm, tinh dầu xả chanh rất là chất lượng và được quý khách yêu thích. Và ngày hôm nay thì tinh dầu Mê Minh cũng xin được giới thiệu cho tất cả khách hàng những cái sản phẩm mà tinh dầu Huế Mê Minh làm ra. Đầu tiên xin được giới thiệu, ở đây là tinh dầu tràm Huế Mê Minh, thể tích 100ml. Ta mở hộp ạ. Trong này thì có nhãn của tinh dầu tràm Huế Mê Minh và có những số điện thoại chúng ta liên lạc. Ngoài ra trong hộp thì có để sẵn một cái tấm cạc nhỏ. Ở đây là cung cấp những cái thông tin như là địa chỉ Gmail, địa chỉ Facebook và số điện thoại để chúng ta có thể liên lạc. Bên cạnh đó thì tinh dầu Huế Mê Minh cũng có loại tinh dầu tràm thể tích là 50ml. Đây là chai 50ml. Rất là nhỏ nhắn để chúng ta có thể là bỏ vào trong túi để chúng ta dễ di chuyển. Trong hộp này cũng có cái cạc này. Tiếp theo thì chúng tôi xin được giới thiệu thêm một sản phẩm nữa, đây là tinh dầu xả chanh Huế Mê Minh. Tôi nói là tinh dầu xả chanh rất được ưu tiên sử dụng vào mùa đông, bởi vì chúng ta khi chúng ta sử dụng cái đèn sông tinh dầu vừa tạo hương thơm dễ chịu, đem lại sự thoải mái ấm áp. Thì bên cạnh đó nó có khả năng là gì đuổi côn trùng, trong đó là muỗi, kiến và các loại côn trùng khác rất là tốt. Chúng ta có thể sử dụng nó vào mùa đông này rất là tuyệt vời. Bên trong hộp thì cũng có cái cạc nhỏ này cũng có thông tin cho chúng ta. Ngoài ra thì tinh dầu Huế Mê Minh còn cung cấp loài lò treo tinh dầu xả chanh. Đây, sử dụng tốt trong treo trong xe ô tô và trong cả cái phòng như phòng ngủ, phòng khách, bếp, thậm chí là ở trong tủ quần áo. Như vậy thì chúng ta vừa xem xong những cái sản phẩm mà tinh dầu Huế Mê Minh đang cung cấp trên thị trường, và thay mặt cho tinh dầu Huế Mê Minh xin thành cảm ơn, và chắc chắn là sẽ có rất là nhiều lần để cảm ơn từng khách hàng bởi vì cái sự quan tâm, sự ủng hộ và yêu chuộng cái sản phẩm mà tinh dầu Huế Mê Minh làm ra. Và tinh dầu Huế Mê Minh sẽ chắc chắn đảm bảo cái chất lượng của tinh dầu, đặc biệt là tinh dầu tràm Huế, để cho chúng ta có thể sử dụng đảm bảo an toàn cho